Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Là món quà của một người anh mua cho em gái, nhưng sau khi được mang về nhà, hàng loạt hiện tượng bí ẩn đáng sợ và siêu nhiên đã xảy ra, khiến người ta cho rằng con búp bê đã bị ma ám. Có rất nhiều câu chuyện về những con búp bê ma ám nổi tiếng trên thế giới. Một trong số đó phải kể đến con búp bê Okiku, búp bê mọc tóc tại Nhật Bản. Hàng loạt hiện tượng đáng sợ không có lời giải thích đã xảy ra xung quanh con búp bê này. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra hơn 100 năm trước, người ta vẫn không khỏi rùng mình khi nhắc đến búp bê Okiku. Okiku là một trong những con búp bê cổ xưa nhất tại Nhật Bản, hiện đang được đặt tại ngôi đền Manenji ở thành phố Iwamizawa, tỉnh Hokkaido. Người ta cho rằng con búp bê này mọc ra tóc của con người, thậm chí còn mọc răng và có liên quan tới cái chết của một bé gái. Có rất nhiều truyền thuyết xung quanh búp bê Okiku, nhưng câu chuyện phổ biến nhất được nhiều người tin và lan truyền nhất là về hai anh em sống tại tỉnh Hokkaido. Năm 1918, một cậu bé 17 tuổi, Eikichi Suzuki đã quyết định dành dụm tiền mua cho cô em gái nhỏ một con búp bê. Cô em gái 3 tuổi tên là Kikuko đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà này và tỏ ra rất yêu con búp bê đó. Con búp bê cao khoảng 40cm, cắt tóc ngắn và mặc bộ trang phục kimono truyền thống. Bé gái Kikuko yêu con búp bê này tới mức đi đâu cũng mang theo, thậm chí ôm cả khi đi ngủ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tai họa ập đến khi bé Kikuko đột nhiên qua đời vì cơn cảm lạnh. Cũng từ đó, những hiện tượng rùng rợn đã bắt đầu xảy ra xung quanh con búp bê. Gia đình của bé Kikuko nghĩ rằng đó là con búp bê mà con gái mình yêu thích nhất. Do đó, họ đã quyết định đặt búp bê lên bàn thờ để tưởng nhớ. Họ cũng đặt tên con búp bê là Okiku theo tên con gái đã mất và bắt đầu cầu nguyện cho nó. Sau một thời gian, gia đình này phát hiện những hiện tượng kỳ lạ và bất thường xảy ra với búp bê Okiku. Ban đầu, con búp bê có mái tóc ngắn trên vai và mái bằng phía trước, nhưng càng ngày mái tóc này càng dài ra. Do đó, gia đình này tin rằng bằng một cách nào đó, linh hồn của con gái đã nhập vào búp bê Okiku. Năm 1938, gia đình này đã chuyển tới nơi sinh sống khỏi tỉnh Hokkaido. Vì không muốn mang theo con búp bê, họ quyết định gửi nó lại ngôi đền Manenji, đồng thời kể lại những câu chuyện đáng sợ xung quanh nó. Từ đó, búp bê Okiku được đặt trong ngôi đền, bảo quản cẩn thận bên trong lồng kính. Rất nhiều người đã tới đây để chiêm ngưỡng tận mắt con búp bê mọc tóc nhưng không được phép chụp ảnh nó. Đến tận ngày nay, hiện tượng mọc tóc của búp bê Okiku vẫn xảy ra. Có khi dài tới tận đầu gối, các nhà sư tại ngôi đền đã thường xuyên cắt tỉa tóc cho nó. Một trong những nhà sư đã quyết định làm điều đó sau khi ông từng có giấc mơ nhìn thấy Okiku hiện về và bảo rằng ông hãy thực hiện việc này. Không có bất cứ ai giải thích hiện tượng tại sao tóc của búp bê Okiku cứ ngày một dài ra. Một số nguồn tin kể lại rằng đã từng có cuộc kiểm tra và phân tích chứng minh được mái tóc của búp bê Okiku thuộc về một con người, nhưng chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định điều đó. Cũng có lời đồn khác cho rằng nếu đến gần búp bê Okiku và nhìn vào khuôn miệng hơi bé của nó, người ta có thể nhìn thấy răng của nó đang mọc ra. Câu chuyện về búp bê Okiku đã được chuyển thể thành nhiều tiểu thuyết, phim ảnh và vở kịch. Trong đó có nhiều tác phẩm đã thêm thắt yếu tố kinh dị hơn, như búp bê có thể cười khúc khích, khóc lóc và đi lại trong đêm. Đến nay, búp bê Okiku vẫn là một trong những câu chuyện rùng mình nhất tại Nhật Bản.